Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Mình cũng muốn chống đá được stream lắm. Mình cũng muốn được chơi game bình thường như bao người. Mình cũng muốn được chơi, mình cũng muốn được chạy bo nhặt đồ. Mình cũng muốn được là không bị bắn lén. Bắn lén thì nó nhìn thấy mình thì nó bắn thôi. Đây tụi nó toàn đá xem mình đang ở đâu, xong rồi tụi nó chạy vào chỗ đấy tụi nó giết mình. Tụi nó thấy mình ở đâu tụi nó nhảy theo đấy. Tụi nó dí vào và tụi nó nhìn thấy mình, tụi nó chỉ bắn mình trước thôi, bắn thằng kia sau. Trước mặt nó có hai thằng địch, nó sẽ ưu tiên bắn vỡ đầu mình trước, xong rồi bắn thằng kia sau. Đây lại đá sợi chim này. Đá sợi chim này. Còn mẹ mày đá sợi chim đi. Mày trông tên rất là quen luôn. Thằng này đảm bảo đá sợi chim luôn các bạn. Mình có thể khẳng định với các bạn, thằng này đá sợi chim 100% luôn. Thằng này không đá sợi chim mình làm chó luôn. Tại vì thứ nhất nó nhảy đúng chỗ của mình, và thứ hai là nó, thứ hai là nó vừa mới đá xong. Rồi xong. Lại đá sợi chim. Lại đá sợi chim, lại đòi vẫy team up. Lại đòi vẫy team up. Con có vẫy team up với mấy thằng kiểu này này. Chửi đến thế là vẫn đá sợi chim. Chửi đến thế rồi con người chứ phải con quạc đâu. Ý thức như cái đầu bùi ấy. Chửi vào thằng vào mặt rồi vẫn đá sợi chim. Vẫn nghĩ thế là hay mà. Nhiều đứa nó đá nó nghĩ thế là hay đấy. Nghĩ là đá xong rồi lên TV giết thằng Hùng Akira ngầu lắm ấy. Đấy đây này. Anh nghĩ là bây giờ quả này solo bắn chết thằng Hùng Akira là chắc cầu lắm này. Bố mẹ tự hào lắm này. Giết thằng Hùng Akira bố mẹ tự hào lắm này. Giết được cho 10 triệu hay sao ấy. Mà treo giải đầu mình giải 10 triệu, cứ giết được mình là cho 10 triệu hay gì. Con người học sinh ra ở nước Việt Nam, học tiếng Việt, nói tiếng Việt, người ta nói đến thế rồi vẫn cố mà đá stream cho được, vẫn cố mà thể hiện cho được. Đá sờ chim ra, giết nó, xong rồi là múa, thể hiện, xong khoe là tao nó lên TV. Mấy cả lìn ạ, ý thức kém đéo chịu được, ý thức kém rồi thì chớ, nhận thức cũng kém nữa. Nhận thức cũng kém nữa, không biết học thức đến đâu. Nói tiếng Việt không biết nghe, khổ thực sự ạ. Thế luôn mình mất động lực chơi game quá các bạn ơi. Mình bắt đầu được chơi game quá. Đợi xíu lát nữa mình rảnh tay mình tạo cái quay ba lô nha các bạn nha. Nếu như mình sống được qua chỗ này, mình thật sự là mình cảm giác mệt và mình đéo muốn like ngồi chơi một lúc nào đó. Mình chỉ muốn là mình like xong rồi mình làm cái này cái kia, làm vào làng xong rồi solo các thứ thôi. Mình đéo muốn đi tìm trận, mình đéo muốn đi tìm trận công khai để mình chơi một trận nào nữa luôn á. Có thể là hôm khác mình sẽ có động lực hơn, nhưng mà riêng hôm nay mình không động lực tí nào luôn. Mình thật sự mình mệt mỏi với cái việc bị đá sợi chim này lắm rồi á. Mình thật sự mình cảm giác quá đủ rồi. Mình cảm giác quá là mệt mỏi rồi. Tại sao người ta có thể mẹ vô ý thức đến cái mức này được nhở? Tại sao mình đã cầu xin, mình đã lạy rồi. Mình xin các bạn đấy. Bạn nào còn năng, còn muốn ý dư ý định vẫn đá sờ chim mình từng trận để lên TV hay các kiểu nữa, mình lạy các bạn đấy. Các bạn lên TV, các bạn lên bằng cách khác, các bạn tham gia ao làng đi. Các bạn gạ kèo solo các thứ với mình đi. Mình lạy các bạn luôn đấy, thề luôn mình quỳ luôn đấy. Bây giờ chả lẽ mình phải quỳ trên live mình lạy các bạn không? Các bạn không đá sờ chim mình nữa đi. Chả lẽ bây giờ mình phải quỳ trên live mình lạy các bạn là các bạn đừng đá sờ chim mình nữa. Thì các bạn mới hết đá. Chứ bây giờ thật sự mình khổ lắm rồi. Mình đã bùng like nhiều rồi. Thi thoảng muốn lên like giải trí cho người ta xem, like chơi vui tí ở trên live thôi, trải nghiệm vài trận trên live thôi cũng đéo được nữa. Chơi tìm một ngày tìm được trận có vài trận trên live, xong rồi còn đi tạo ao làng, còn đi solo, còn đi này kia các thứ. Chơi tìm trận chắc được 2-3 trận thôi. Thì cho nhau tìm trận chơi bình thường đi, cũng đéo trò chơi nữa.
chơi tìm, cứ phải đá rồi tìm, cứ phải gặp thằng Hùng, cứ phải giết được thằng Hùng trong trận đấy cơ mới là ngầu cơ. Theo hiểu luôn ấy, đá rồi chim thì được hay ho cái gì. Đá rồi chim nó lát nữa chạy vào khoe mẹ là mẹ ơi con phải đá rồi chim giết anh Hùng Akira. Hay lắm à. Hả? Hay là lên khoe với bạn mấy bạn trong lớp. Mình chả biết các bạn có dự định khoe cái ở đâu. Tự hào cái gì cái đấy. Chứ mình thấy mình chả đá gì cả. Mình chỉ là một thằng streamer. Mình chỉ là một thằng streamer mất kênh thôi. Mình chỉ là một thằng streamer chơi Valorant mất kênh thôi. Like bút view x10. Chả nổi tiếng gì cả. Like cũng chả hay. Lại còn hay bị đá stream nữa. Thì các bạn giết mình làm cái gì? Các bạn đi là like giết người khác thì nó tự hào thật đấy. Chứ các bạn giết được mình chả có gì tự hào cả. Mình chả nổi tiếng đâu. Nên làm ơn các bạn đừng đá stream, đừng giết mình để đi khoe nữa. Tại vì mình không nổi tiếng đâu. Đá giết được mình đem đi khoe thì tụi nó cũng không thấy thế là ngầu. Bởi vì là mình không nổi tiếng. Đi giết ai nổi tiếng kia kìa. Trời ơi. Đi đá like giết người nào thật nổi tiếng vào. Sau đấy đem đi khoe bọn bạn. Thì lúc đấy nó mới ngầu. Chứ giết thằng Hùng Akira ấy thì ngầu ở chỗ nào đâu. Thằng Hùng Akira nó có nổi tiếng đâu các bạn. Chả ai thèm xem mình cả. Cho nên là thành ra là mình không có người xem. Mình không có nổi tiếng. Nên các bạn đừng đá like mình. Đá like mình nhưng không có người xem thì đâu có được lên TV đâu. Cảm ơn Xuân Nam nhá. Cảm ơn em. Khổ vãi lìm luôn ý. Thôi bình tĩnh AH ơi. Em không hiểu cảm giác của anh đâu. Cảm ơn Xuân Nam nhá. Cảm ơn em. Khổ vãi lìm luôn ý. Chơi game kiểu cầm combo bắn bình thường nó đã khó rồi. Bây giờ cầm cái combo tăng bo này thì nó phế vãi lìn ra. Đá sở chim cố gắng giết cho bằng được thằng Hùng Akira để lên TV. Mình là con người mình bắn bình thường chứ mình có hack đâu mà đòi mình có thể cân được hết cả cái map được. Ờ anh mỗi lần bị đá lại nha. Mình phải bình tĩnh anh, bình tĩnh tạo nên sự quý sở tộc anh ơi he he he. Em ơi đá một vài lần thì mình vẫn quý tộc đấy em ạ. Nhưng mà đây ngày nào anh cũng bị cơ. Nhưng mà các bạn tua lại mấy cái like lần trước ấy. Trận nào thế các bạn? Trận nào lần nào đầu like của mình chả bị đá stream. Có bao giờ mình không bị đá đâu. Bạn nào kể được lần nào mình không bị đá stream đi. Dẫu ít hay nhiều, dẫu 1 hay là 2 hay là 3 đứa hay là 4 đứa thì mình cũng phải bị đá. Lúc nào mình cũng bị đá. Mình chịu đựng từ đấy đến giờ rồi. Mình chịu đựng từ đấy đến giờ là bao lâu rồi. Mình chả biết là mình đã like bao lâu rồi nữa. Mình like được 2 năm. Có thể là bây giờ thời gian gần đây mình hay bùng. Nhưng mà ngày trước mình like rất đều. Mình cũng bị đá. Mình chơi hồi đấy mình chơi ở kênh Hùng Akira Mobile ngày xưa ấy. Hồi mình còn hay chơi góc lác ấy. Mình cũng bị đá. Đá tử chiến. Hồi đấy là mình chơi tử chiến tại vì là mình sợ bị đá sờ chim danh thường quá. Nên là mình chơi tử chiến để tránh việc bị đá sờ chim đây. Thì hồi đấy mình có chống được đá sờ chim một chút. Sau đợt đấy thì mình bắt đầu mình lại về bắn danh thường. Bắn anh thường cái lại bị đá tiếp. Mình đã bao giờ mình được chơi game một cách bình thường như bao người khác đâu. Mình đã bao giờ mình được tận hưởng niềm vui khi chơi game ở trên live đâu. Mình chỉ tận hưởng được niềm vui khi chơi game khi mà mình chơi mình làm clip. Hoặc là khi mà mình chơi mình không live thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ các bạn bảo thế thì tắt live đi mà chơi cho nó giải trí. Thế về tắt live đi thì mình kiếm cái gì? Thì mình tắt live đi thì mình làm sao mình làm được đúng không? Em bị gà rán bán ớt để phá vỡ mọi quy tắc game anh trước chơi PC nhiều. Có bị các anh em đang kháng cáo lo quá anh ạ. Cảm ơn Tiến Game Minh nha. Phải cả lìn khóa cả chịu. Sợ lìn vừa thôi em ơi. Mình bây giờ mình bắt buộc mình phải like. Bởi vì đấy là công việc của mình đúng không? Không like là thành mình bùng rồi. Công việc của mình thì mình phải like. Mà mình like thì cứ chơi trận nào trận đấy cũng bị đá stream. Mình khổ lắm chứ. Công việc của mình là mình phải like để kiếm sống. Mình phải làm video để kiếm sống. Làm video thì may quá. Nó là lúc offline nên không thể nào đá được. Nhưng mà mình like thì mình kiểu gì thì kiểu mình cũng bị đá. Thế các bạn biết là các bạn đang đá sờ chim, các bạn giết mình, các bạn phá mình thì các bạn đang làm gì mình không? Các bạn đang đá chén cơm của mình đấy chứ đâu. Bạn nào mà đang đá sờ chim trên live mình xong rồi là giết được mình để thể hiện các kiểu đấy. Các bạn đang đá chén cơm của mình đây. Đang đá chén cơm mình một cách trực tiếp luôn chứ không phải là gián tiếp nữa. Bởi vì mình đang làm công việc để mình kiếm sống. Nhưng các bạn đang vào và các bạn đang đá đi. Các bạn giết mình để các bạn thể hiện cho cái tôi của các bạn.
Nhưng mà vô hình chung các bạn đang phá công việc của mình, làm cho mình mãi chả làm được việc, chả đi đâu vào đâu cả. Chơi trận nào cũng chết, xong rồi là mấy đứa nó mới vào thì nó biết gì đâu. Mấy bạn mới xem, mấy bạn ấy chả biết gì, mấy bạn ấy sẽ bảo là ui thằng Hùng này bắn ngu thế, sao lại toàn chết vậy. Nhưng các bạn ấy đâu biết là mình đang chơi trong cái tình cảnh là cả cái map này nó đang nhìn thấy mình, cả cái map này đang biết mình chạy đi đâu, và nó chỉ trực để nó giết mình thôi. Nó giết được mình, nó coi đấy là cái gì đấy đẳng cấp lắm, cái gì đấy gọi là, cái gì đấy nó gọi là mày siêu lắm. Mình sẽ có thể khoe được cả thế giới là mình vừa giết được thằng Hùng Akira ấy, kiểu vậy. Đấy, các bạn chơi game trong một cái tình cảnh mà cả thế giới nó đang chống lại các bạn này, các bạn sẽ không chơi đâu. Chứ đừng nói là mình. Các bạn hãy thử đặt, các bạn đá từ chim ấy, các bạn hãy thử đặt các bạn vào vị trí của mình một cái xem. Nếu như là các bạn đang ngồi làm mà các bạn cứ bị kiểu này thì các bạn có chịu được không? Các bạn chịu được không? Các bạn có cảm tưởng được cái cảnh cả cái map đang đi tìm các bạn không? Trong khi các bạn đã van lại rồi, bảo là thôi đừng có đá sân sim nữa làm ơn, nhưng nó vẫn đá. Nó mặc kệ, đéo quan tâm các bạn nói gì mà rồi các bạn nói tiếng Việt. Nó coi như kiểu nó không hiểu tiếng Việt luôn ấy. Thế nó mình trầm cảm vãi lìn luôn ấy. Thật sự là mình rất là trầm cảm. Các bạn thương anh khổ anh tôi has, mà em bị ban thật anh ạ. Bị ban thật á? Ok em, cảm ơn Tiến nhá. Thề luôn á. Các bạn để thương mình cho mình ngồi làm mình kiếm sống cái được không? Các bạn đang đá rơi chim có thể thương mình cho mình ngồi mình kiếm sống một tí được không? Mình like xong, mình cho mình like xong đi, cho mình làm việc đi. Các bạn đừng đá sợi chim mình để thể hiện nữa được không? Đó đang là công việc của mình đang phải làm mà. Các bạn đá sợi chim các bạn giết mình thế, các bạn đá chén cơm của mình vãi lìn ra. Mình chả làm được cái việc gì nên hồn cả. Xong rồi các bạn còn làm mình ức chế nữa, làm mình mất động lực làm nữa. Mình có làm gì có tội với các bạn đâu. Mình có đá chén cơm các bạn, mình có chửi các bạn đâu. Các bạn đá chim mình mới chửi chứ. Trước khi các bạn đá sợi chim mình có động gì với nhà các bạn đâu. Mình chỉ đơn giản là đang like cho người nào muốn xem, người ta xem thôi mà. Sao bạn phải đá sợi chim mình? Sao bạn phải đá sợi chim mình để giết mình làm cái gì? Mình giết được đứa này nữa thì ngon. Có một đứa ở trên này các bạn. Có một đứa ở trên này. Chết rồi. Giờ mình phải có khoảng 30 bình máu mới chơi được. 30 bình máu mới chịu được cái bo này. Không thì mình phải chịu bo sau thôi. Hai lần. Đủ đấy, đủ đấy, đủ đấy, đủ đấy. Đủ, 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 đủ. Cảm ơn Xuân Nam nha. Thật. Đá stream thể hiện bảo bố mẹ là con được lên TV. Đá stream The C trận thể hiện versus ba mẹ con The C lên TV. Ahaha. Ngầu lắm hay gì trời. Ngầu lắm hay gì á trời ơi. Cảm ơn Xuân Nam nhá. Thế là please. Bạn nào còn đang có ý định đá stream mình nữa làm ơn tha cho mình nhá. Hãy cho mình kiếm sống đi các bạn. Hãy cho mình kiếm sống đi, đừng đá đừng đá miếng cơm của mình nữa. Mình nãy giờ mình tính bảo mình giveaway ba lô mà cuối cùng mình còn chả giveaway được cái này các bạn. Cuối cùng mình chưa tạo được giveaway ba lô cho các bạn ấy này. Cuối cùng mình đang thất hứa với mấy bạn trên kênh chat chỉ bởi vì mình đang phải ngồi nói về vấn đề đá sợi chim này này. Thề luôn đấy. Các bạn nghĩ thế nó là vui, các bạn nghĩ thế nó là hay, các bạn nghĩ thế là mình được lên TV các kiểu thôi. Nhưng mà các bạn không biết, vô hình chung các bạn đang giết động lực ngồi làm của một con người. Các bạn đang giết đi cái động lực của mình và các bạn đang phá công việc của mình. Đấy, như mình dùng cụm từ kia là các bạn đang đá chén cơm của mình ấy. Mình khổ lắm chứ. Mấy lần trước mình mấy trận, bao nhiêu hôm trước, mình trận nào mình cũng bị đá sơ chim, mình nào mình cũng phải nhịn. Mình đâu dám nói gì đâu. Mình nói ra người ta lại bảo là đây là công việc của mình thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà chả lẽ nó cứ là công việc của mình thì mình không có quyền mình được lên tiếng à? Mình không có quyền mình được ý kiến về cái vấn đề mọi người đá sợ chim mình à? Chả lẽ bây giờ cứ là mình phải là người nổi tiếng là mình phải chấp nhận phải bị đá sợ chim à? Mình có quyền được đòi quyền lợi cho mình chứ? Các bạn đá sợ chim mình, các bạn phá chén cơm của mình phải được quyền lợi, mình đòi quyền lợi cho mình là các bạn đừng đá mình nữa chứ? Người ta phá mình thì mình phải được chửi chứ? Chả lẽ mình cứ phải can tâm mình chịu?
Chả lẽ vì mình là người nổi tiếng, vì mình là YouTuber, mình ngồi livestream mình bị người ta đá stream là mình phải chịu? Làm gì có cái định luật đấy? Làm gì có cái định lý đấy? Chả có ai có quyền bắt mình phải chịu cái đấy cả. Mọi người đá stream mình, mọi người đang phá công việc mình, mọi người đang đá trên cơm của mình, thì mình phải lên tiếng để bảo vệ công việc của mình chứ. Bây mọi người cứ đá thế, mình cứ vào trận xong mình lại chết, mình vào trận xong mình lại chết. Người ta chả xem được mình chơi cái gì cả. Mình cũng chả có động lực chơi được. Mình rất là ức chế, mình thật sự mình không có động lực để mình chơi luôn. Mình chết cái động lực đi là mình làm gì mình ngồi mình like được nữa. Đấy, nó đá trên cơm từ rất là nhiều những cái ấy. Nó đá trên cơm từ rất là nhiều những cái ấy luôn. Từ rất là nhiều những cái điều cơ bản cho tới những cái điều phức tạp luôn. Thằng cà tím còn đá sợ chim tao một lần nữa tao kích khỏi quân đoàn nha. Nghiêm túc đây. Thề luôn ấy, không thể nào hiểu được cho cảm giác của mình đâu. Vì các bạn không phải là mình. Vì các bạn đang không phải là một YouTuber đang ngồi live và các bạn không bị người ta đá. Các bạn không hiểu được. Bởi vì các bạn không bị như mình. Đến một thời điểm vào đấy, hoặc là tự dưng một trong số các bạn đang ngồi xem mình ở đây, sẽ có một lúc ở đấy, có thể thôi, có một số bạn ở đấy, các bạn sẽ trở thành một YouTuber. Biết đâu đấy sẽ có một bạn ở trong số những các bạn đang xem mình này, các bạn sẽ được truyền cảm hứng, các bạn làm YouTuber. Sao các bạn nổi tiếng hơn mình? Hoặc là một bạn YouTuber còn chưa nổi, các bạn đang làm YouTuber rồi, các bạn đang xem mình, và sau này các bạn sẽ nổi tiếng lên. Thì mình khẳng định luôn, một ngày thôi, bạn sẽ hiểu được cảm giác của mình. Mình nói thật, có thể gần như tất cả 99% các bạn sẽ không làm YouTuber, các bạn sẽ không hiểu được cảm giác của mình. Như 1% các bạn làm YouTuber thôi, các bạn lên và các bạn nổi tiếng lên, mình tin chắc các bạn sẽ hiểu cảm giác của mình thôi. Trừ khi các bạn đang chơi những cái tựa game không thể bị đá stream được. Còn nếu như là một tựa game bị đá stream được thì mình chắc chắn các bạn sẽ hiểu cảm giác của mình. Và đến lúc đấy nhá, các bạn sẽ thông cảm cho mình. Các bạn sẽ biết là tại sao ngày xưa mà thằng Hùng nó phải khó chịu mức thế, và Hùng nó trầm cảm đến mức thế, là bởi vì là như thế đấy. Khi mà các bạn vào được vị trí của người ta thì các bạn mới hiểu được thôi. Còn nếu như mà người mà người ta đang không ở vị trí của mình, người ta có nói hiểu, người ta chả thể nào hiểu được đâu. Người ta không hiểu được. Người ta có hiểu, người ta chỉ hiểu được một phần nhỏ thôi. Còn phần lớn người ta không hiểu. Tại vì là đơn giản, người ta đâu phải là mình đâu. Giống như hiểu, bây giờ các bạn thấy một ai buồn, các bạn chia sẻ nỗi buồn với người ta, các bạn bảo là mình hiểu cảm giác đấy làm gì các bạn hiểu được đâu. Khi nào các bạn là người ta thì các bạn mới chia sẻ được nỗi buồn với người ta. Còn khi nào các bạn chưa phải là người ta thì các bạn chỉ hiểu được một phần thôi. Thay vì chúng ta nói là mình hiểu cảm giác đấy, thì mình nên nói là mình hiểu một phần nỗi buồn của bạn, thì nó hợp lý hơn.